Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Everton và câu lạc bộ Liverpool. Đó là trận đấu thuộc vòng 14 giải Ngoại hạng Anh và sẽ được diễn ra lúc 3 giờ 15 phút ngày 2 tháng 12. Và ở trận đấu này Everton sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái F7888 đưa ra thì đội khách Liverpool sẽ chấp vào chủ nhà Everton với mức kèo là một trái, mức kèo phải tăng 1,25 và hạ xuống còn 0,75. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3 trái và 3,5 tùy theo kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, mong các bạn cho mình xin một like video và share kênh nhé. Năm lần chạm trán gần nhất của Everton và Liverpool, Everton thắng 1, hòa 2 và thua 2 trước Liverpool. Năm trận thi đấu gần nhất của Everton thì họ hòa 1, thua 4. Năm trận thi đấu gần nhất của Liverpool thì họ thắng 4 và thua 1. Và ở trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đội khách Liverpool trận này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực ở hiện tại thì Liverpool vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Everton về mọi mặt. Thứ hai là xét về phong độ cũng như là thành tích ở đầu thì Liverpool họ cũng đang khá là vượt trội hơn so với Everton. Với lại là hiện tại thì Liverpool chỉ đang ở vị trí thứ ba của bảng xếp hạng mà thôi, và cái khoảng cách điểm số của Liverpool với những đội bóng xếp thứ năm thứ sáu thì chỉ vỏn vẹn một vài điểm thôi. Nếu như ở lượt trận này mà Liverpool thất bại trước cái đội bóng Everton đang mất phong độ thì có thể là tụt hạng không phanh các bạn. Còn nếu như ngược lại giành chiến thắng trước Everton thì Liverpool họ có thể là cạnh tranh ngôi vị thứ hai và thứ nhất với Chelsea và Manchester City rất là công bằng. Cho nên bạn nào tin tưởng mình hay là ưu tiên đi cửa đội khách Liverpool chấp một trái cho nó này. Trận đấu này Liverpool chấp một trái cũng khá là thơm. Và cái mức tài xỉu cho nó này là 3,25, 3 trái và 3,5. Thì nó đi cũng phải nói lại là mặc dù trận đấu này Everton không được giá cao nhưng mà họ có điểm tựa trên sân nhà. Mình đi đón trận đấu này sẽ có tỷ số là 2-0 hoặc là 3-0 nghiêng về cho Liverpool là cùng. Cho nên các bạn hãy là ưu tiên đá cửa xỉu trận đấu này. Nếu như trận đấu này các bạn không tin tưởng của Liverpool thì các bạn ưu tiên đá xỉu. Trận đấu này các bạn đá xỉu nó thơm hơn là đá Liverpool. Và mức hiệp 1 thì mức kèo chấp nửa trái và tài xỉu là 1,5. Thì ở hiệp 1 các bạn hãy là đá Liverpool và các bạn đá xỉu 1,5. Và tất cả cho đấu khuyên các bạn chọn Liverpool đá xỉu ở một cũng vậy. Và cảm ơn FP88 đồng hành cùng mình ở video này. Xin chào, hẹn lại.